đúng rồi, cái chỗ tao trồng vườn nho, để làm rượu nho. Này các bạn, đây là chỗ là làm rượu nho nè. Đó các bạn. Chào các bạn, bây giờ mình đang đứng trước cái chỗ mà họ làm rượu nho nha các bạn. Đây là nguyên cái vườn nho nè. Đó, đằng sau lưng mình là nguyên cái vườn nho họ đã trồng để mà họ làm rượu đó. Bây giờ mình sẽ đi vô trong đây. Nguyên cái farm ở đây, nguyên cái chỗ mà cái vườn, cái sân. Ờ à, đúng rồi, là cái vườn chứ. Nguyên cái khu vườn đẹp quá các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô đây để mình coi người ta làm rượu nho như thế nào nha. Đây, có mấy cái bàn, cái ghế để cho mình ngồi. Đẹp không, dễ thương không? Đó. Mình kia là nguyên cái vườn nho. Mình kia là nguyên cái vườn nho các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô trong nhà nha, để mình coi họ làm cái gì trong đây. Mình vô là mình thấy cái hình này, hình con ngựa. Nguyên bộ ghế salon được trưng bày cho mọi người ngồi. Cho thử rượu luôn, những cái thùng bằng gỗ này nè, những cái thùng gỗ này là mình đựng rượu. Những cái thùng gỗ này nè các bạn, là những thùng đựng rượu đây, họ đốt nến thơm đó. Vô đây nghe mùi rượu. Đây là cái yên ngựa, cái yên để họ cưỡi ngựa. Các bạn trưng bày ở có đồ ăn luôn nè, có đồ ăn đây để cho mình có thể uống rượu, là mình thử rượu. Đằng sau kia là mấy cái thùng bằng inox đó, là rượu không á, tuốt trăm kia. I'm good, thank you. No, thank you. I don't know how to drink your wine. Thùng này là rượu không? Nhiều lắm. I'm not kidding. 2007. Để từ ngày 2007 luôn. Cái thùng này bằng gỗ. Gỗ không? Đây chỗ bàn ghế, cái bình bông để bàn để cho mọi người ngồi chơi á, uống rượu nè. Uống của trong kia là những cái farm á, cảnh rất đẹp các bạn. Nguyên cái hàng cây đẹp không? Nguyên hàng cây thông nè. Nguyên hàng cây thông đẹp quá các bạn. Phong cảnh thật là lãng mạn. Vườn cây đó thoáng mát cực tình. Xong rồi, bây giờ mình sẽ đi chỗ khác nha các bạn ơi. Mình sẽ đi tiếp tục, đi nữa, khám phá những chỗ mới nữa nha các bạn. Các bạn hãy cùng đi với mình nha. Các bạn nhớ đồng hành cùng với Hồng nha. Để coi những cảnh đẹp ở California nha các bạn.
Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Ôi những cái rừng cây này đẹp quá các bạn ơi. Yeah. Ồ, những cái cây này đẹp chưa? Mát nè, hơi hóng mát, lãng mạn, nhưng mà nếu mà buổi tối thì chắc là hơi buồn rồi các bạn ơi. Cho mình ở đây thì chắc là hơi bị buồn á. Ok, bây giờ mình lại tiếp tục đi nha. Mời các bạn cùng đồng hành với mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc nha.